Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Năm nay em 27 tuổi. Em làm việc là hiện tại là ở Bình Dương. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Nhà em thì ở Đồng Nai. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Quang Vinh. 29 tuổi. Em ở Bến Tre. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Chà, giáo viên dạy về gì? Dạ giáo viên dạy về thể dục. Dạy ở quận nào? Dạ em dạy ở Gò Vấp. Cũng ấn tượng quá ha. Dạy thể dục chắc khỏe lắm ha. Khỏe. Thôi ơi. Mình đến đây để tìm một người yêu như thế nào, bạn có thể chia sẻ luôn. Ngoại hình thì không thành vấn đề, quan trọng là cao hơn 1m50 là được rồi. Đừng có hung dữ. Gái mà hung dữ hả? Nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá? Nhậu nhẹt ăn chơi sao có không? Không trời ơi. Gái chắc ít con này lắm, không sao đâu. Có không em? Dạ đi chơi thì có, còn nhậu thì không chơi. Mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em. Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, ca biết hát. Rùn quá chị ơi. Hít thở, đâu có gì đâu rung. Hay là mình hát bài đi cho hết rung nha. Dạ. Em đi trên cỏ non mông ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịn cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sâm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm. Dạ hết rồi chị ạ. Hết rồi. Bài ta vui quá, hát sao nó buồn hiu rồi trời. Em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Ừ. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi trắng tươi à, bên đây trắng tươi. Trời ơi chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì kỳ vậy? Quan điểm nói kỳ quá. Đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ ha. Dạ có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen thích xấu thôi rồi, chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa, tôi chưa. Dạ không. Thích ở dơ. Dạ không, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dạ. Nãy giờ yêu cầu sao giống quá vậy? Mày kia giống á. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lùi, đen như cục than. Dạ. Chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái đất chảo luôn vậy đó. Dạ, gì mà dữ vậy? Thôi trời chứ nào, không đến nổi gì đâu. Bây giờ con không thích gì ở người đàn ông nào? Tính gia trưởng, tính toán tiền bạc, yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á. Ý là hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á, đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, bay ra phía sau người ta ngồi phía sau á, hay than vãn về vấn đề tiền bạc á. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Bạn gái nói vậy á, em có vấn đề nào không? Dạ không hút thuốc. Ừ. Có mượn tiền không? Dạ có. Gì vậy? Có than vãn. Hàng tháng thì nhiều khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em xài. Mượn thôi. Như phải than vãn. Trời ơi. Cũng đen dữ quá ha, trời đen hơn Huyền Linh luôn. Nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói em tưởng anh đâu. Trời thôi, đây người ta đẹp trai, người ta có duyên. Lỗ mũi cao như cái dừa vậy đó, thấy không? Dọc dừa luôn đàng hoàng. Đầu y như cái mũ dừa ấy. Ủa sao tóc con hết lạ, tao quên giờ mới nhớ đó. Con tóc lạ vậy. Em ra tiệm em kêu hết cao lên vậy được rồi. Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre tao kêu là mũ dừa nè. Thầy giáo thể dục ha. Ừ. Chắc chắn đen ha, tiền bạn gái không được nha. Dạ quá. Phải cho bạn gái tiền. Dạ được. Đúng. Bắt tay. Tôi là thích mấy người bạn đàn ông vậy lắm á. Đó, bây giờ cái mối tình này cũng xa nè. Giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về Bến Tre theo bạn nam hay không? Dạ nếu như mà em tìm được công việc thì em sẽ. Bạn làm bên văn phòng về gì? Dạ em làm bên xuất nhập giấy tờ chị. Đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bạn trai yên tâm nha. Dạ. Bạn nam đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Bạn thân. Thân cỡ nào? Dạ thân được 10 năm. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào chị Diễn. Dạ em tên Học, là bạn thân của bạn Vinh. Bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cũng xinh, người cũng được anh. Cũng được á. Dạ. Bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh. Cũng tốt ha. Dạ. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái em với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mọi người trong thính phòng này. Em thấy bạn nam này cũng được, cao ráo, đen chắc, giống ý của em. Yeah. Cười cũng dễ thương, cũng dễ gần. Chứ không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia. Rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi. Trước mặt chị, trước mặt chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì quen, nếu được thì sẽ cưới luôn. Em chị là nó rất là nghiêm túc, tính nó là quyết đoán lắm. Như là con trai vậy đó. Nó không có phải mà yếu đuối đâu.
cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu. Mạnh mẽ thầy về thể dục mà, thể dục cầu lông đúng không em? Dạ. Tướng tá thì mạnh mẽ đó, nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không. Không. Bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt, mình chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền. Kéo màn lên. 2 phút nha. Các bạn có 2 phút để trò chuyện, bắt đầu. Đủ đen chưa? Rồi em đẹp em có quyền nói trước. Dạ hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á, là cao trên 1m50 á. Mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không? Ý anh không? Thì trên 50 trở lên là được rồi em. Vậy hả? Nhìn em là em thấy rất là xinh. Nhưng mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình. Dạ em cảm ơn. Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên. Hiện tại là cái khoảng đường của em với anh xa nhau vậy á, thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? Anh dạy từ thứ 2 tới thứ 6. Đến 7 chủ nhật thì anh dạy có buổi, còn lại là rất là rảnh. Cái này anh có hay đi chùa với là anh có ăn chay được không anh? Đi chùa thì anh ít đi, nhưng mà anh tin tưởng về cái đạo Phật. Tại vì em không có ăn mặn, em ăn chay. Anh thì cũng hay tin vị đoan. Anh có hay đi xem bói không anh? Xem thì một năm xem một lần, coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào. Thầy bói nói em năm nay năm sao? Năm nay có đám cưới gì không? Dạ hôm nay em không có đi coi. Có coi tuổi hợp bạn nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi, em coi em biết. Ủa em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bạn nữ tuổi gì? Nếu mà hợp thì 87 cũng được nè. 90, 93, 94 gì đó, 95. Em không có nằm trong mấy cái ảnh đó. Bạn này đã biết rồi, tuổi tỵ. Dạ hợp anh, không? Anh tuổi mèo. Anh tuổi mèo. 87 rắn hợp mà. Dạ, em đâu nói không hợp đâu. Ừ, mèo với rắn vườn qua vườn lại, vườn qua vườn lại gì nè, được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy. Đâu có, chưa chắc à nha. Chưa chắc con mèo chết đâu á. Còn bạn gái, thầy bói nói gì rồi, nói sao? Dạ, thầy bói nói năm sau lấy chồng. Mà không biết lấy ai thì em không biết. Thầy bói có nói người đó đen trắng gì không? Có, hình như nói đen đen cao cao mà em không biết phải không. Bây giờ thêm một cái này để bạn trai chứng minh cho chị của bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha. Bạn trai có đem theo quả bóng, mình thể hiện ơi thầy giáo dạy thể dục. Chung là anh thì thể thao thì môn nào anh chơi cũng được, nhưng mà nó không hay lắm, nằm ở dạng tương đối là khá. Dạ như cho em xếp được tướng bóng để thể hiện là em là không em thật sự em chơi thể thao. Em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng. Rồi tao mất bóng. Đó 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 đó, đó. Sao chu đích vô mặt bạn gái vậy đó? Được không em? Dạ được. Vậy đỡ cho em được không? Hay sao em? Dạ thấy thì được. Nãy giờ em nói chuyện với bạn gái, em biết bạn gái tên gì không? Dạ tên Liên. Nhớ bạn trai tên gì không? Dạ em xin lỗi em quên. Trời ơi. Em không nhớ. Ảnh tên đen. Dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh? Anh tên Vinh. Vinh. Giờ được chưa? Giờ quyết định bấm nút được chưa? Về đi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Em có bóng rồi hả? Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng. Dễ thương mà, nắm tay nhau đi. Cặp này được nha. Người trắng tươi, người đen thùi lùi. Giống như bạn đen với phấn trắng vậy ha. Không mà nhưng mà hợp đấy. Không bạn gái cái đi. Sao không sao? Không đờ, đồng ý không quý vị? Nào. Xin chị gái, xin chị gái chứ. Có chị gái không xin gì chứ. Cảm nhận sao? Dạ.
lần lần sao? Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Vilet. Hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng của áo cưới Milan. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống rạp và chiếu phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để các bạn có thời gian tìm hiểu kỹ hơn, và một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB trị giá 1 triệu đồng để tặng các bạn.